Hello, các anh trai, sinh năm 1971, có tuổi Tân Hợi. Đây là video clip em làm về tử vi vận hạn của năm 2018, năm Mậu Tuất, đối với tuổi của các anh. Thì nếu như các anh xem thấy video hay, xin bấm like và chia sẻ video cho mọi người cùng tuổi để biết được cái năm này của mình nó như thế nào, để ứng dụng trong cuộc sống và có cái cuộc sống tốt đẹp hơn, và những cái việc làm của mình nó đang mang lại tiền tài tốt hơn, gia đình hạnh phúc, và hơn hết là mình thoải mái về sức khỏe ha. Vì năm nay thì theo như mà nghiên cứu của em thì đối với người mà tuổi của các anh đó, năm nay thì sức khỏe là điều mấu chốt nhất, và mấu chốt nhất là cái bụng của mình ha. Có thể là bị ngộ độc hoặc là bị bội thực gì đó ha, cho nên là tránh nhậu nhẹt nhiều một tí xíu. Thì đầu tiên hết á, thì xét chung của người của các anh năm nay như thế nào. Thì nam mạng mà Tân Hợi 1971 á, thì năm mạng là mạng xuyến so kim, tức là vàng trang sức. Năm nay năm 2018 là năm Mậu Tuất, là năm bình địa mộc, cho nên là tương khắc cà sấu. Năm Mậu Tuất thì các anh có là sao thì là sao thủy diệu. Thì sao thủy diệu thì nó sẽ có chuyện buồn phiền trong nhà, nhất là chuyện buồn về tan gia. Vận niên á, là thử quy điền, chuột về đồng là một cái vận niên tốt ha. Tuy nhiên hạn là thiên tinh, sẽ gặp rối rắm và tranh chấp trong việc làm ăn. Thiên can á, thì chữ Tân với chữ Mậu á, là sinh nhập có lợi ha. Địa chi á, Hợi gặp Tuất á, thì khắc nhập, khắc xuất, hao tốn mà tốn tài. Thì để mà nói chung là nhắc lại cái sơ hỏi của tuổi quý anh như thế này, thì nếu như mà tổng hợp mà đến những năm này á, thì quý các anh mà tuổi Tân Hợi á, thì là người có nạp âm ngũ hành, của anh là ngũ hành thổ. Nạp âm ngũ hành thổ nó sinh kim. Kim của ngũ hành là gọi là nạp âm ngũ hành sinh bản mệnh. Mà những người mà có nạp âm ngũ hành sinh bản mệnh á, thì là cuộc đời ít gặp thăng trầm, chao đảo, tương đối an nhàn. Đa phần á, thì đến cái tuổi này á, thì các anh đã có tài sản. Nếu không á, thì cũng là một cái người, nếu như mà người không giàu có thì cũng là một người sướng thân, không phải lo nghĩ ha. Rồi, bản tính của các anh á, vốn là thông minh, dạng thuộc dạng là học mau biết, dễ hiểu. Cho nên là ở cái môi trường nào thì cũng dễ thích ứng. Nên đi vào, nếu như mà các anh á, tốt nhất là các anh tuổi Tân Hợi này thì nên đi vào cái việc mà kinh doanh, làm thương mại thì sẽ thành công lớn hơn. Còn mấy anh mà làm nghề thì nó vậy chứ nó cũng tuy là ấy chứ là đủ sống thôi, chứ không có được giàu sang. Nhưng mà ngược lại á, nam Tân Hợi á, là người có nhiều tự ái đó, không dễ chịu để ai coi thường, và cũng không quỳ lị trước cái lợi lạc. Cho nên là mình là quen là cái người sống thẳng, không có cúi đầu trước ai hết, cho nên là cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Đôi khi ra đời mình phải chịu nhịn một chút xíu thì mình mới thành công ha. Vốn là người sống hòa đồng, hay giúp đỡ người khó ha. Tâm tánh thì hiền, trượng nghĩa, do đó cuộc sống thì có nhiều bạn bè giao tế ha, được nhiều người quý mến. Tiền vận của những người này thì khó mà có thể mà gọi là sung sướng được. Tại vì tiền vận thì là những cái năm mà đất nước của chúng ta là mới giải phóng xong rồi, có nhiều khó khăn, cho nên là không thể nào nói những người này mà mãi được. Nhưng mà những người này được cái đi xa thì được hanh thông, công việc rất là đúng, em sự nghiệp thì dễ thành. Các anh thường thì ít khổ về tiền bạc lắm, nhưng mà lại hay chao đảo về tình cảm, sanh tình duyên rồi đó, sanh ra rầy rà cản trở bước đường sự nghiệp của mình. Nhiều khi đang có đường lên ha, rồi sanh ra rầy rà này kia, cái với tình cảm cái là sự nghiệp nó có vấn đề. Đó là cái chung của quý ông. Người này thì trung vận, nếu như gia đình êm ấm, có vợ có chồng thì là cuộc sống thì sự nghiệp mới có chiều khởi sắc. Nhưng mà nếu mà cuộc sống gia đình mà có rắc rối thì người này hiện tại cũng chả có cái gì đâu. Cho nên là người này là gia đình ổn định thì mới làm được. Con heo này có gia đình ổn định mới làm được. Còn nếu mà con này mà ra đường mà nó linh tinh lang tang thì nó sẽ rất là
là khổ ha. Thì nếu như vậy thì công danh sự nghiệp của năm 2018, năm Mậu Tuất này, thì là các anh ấy, năm nay thì các anh là có sao thủy diệu chiếu mạng, nó thường phát sinh chuyện buồn phiền trong cuộc sống, tình cảm cũng có sự dao động. Sao thủy diệu á thì là thuộc hành thủy rồi, đối với người mạng kim á, của quý anh á, thì là coi như là kim sinh thủy, sinh xuất mà có phần bất lợi ha. Sẽ phải chịu tổn hao nếu muốn thu xếp ổn thỏa những cái vướng mắc và khá khó khăn. Năm nay là chủ sự hao tốn ha. Tuy là cái cả năm là mình đã bị kim nó mình khắc bọc rồi, năm sao chiếu mệnh của mình lại bị nó sinh xuất sau bản mệnh của mình nữa, cho nên là sức khỏe nó cũng có vấn đề đó. Hạn á, thì là gặp thiên tinh, gia đình thì có chuyện bất hòa, quan hệ ngoài xã hội á, thì dễ sinh đôi chối tranh chấp, nghiêm trọng hơn có thể liên can đến pháp luật. Năm nay mà mọi việc cần minh bạch rõ ràng, nhất là cái hồ sơ ký tá giấy tờ thì các anh phải rõ ràng ha, hợp đồng giao dịch, chứ nếu không coi chừng bị lừa. Về tứ trụ thì năm nay á, năm Mậu Tuất á, là có thiên thắng nhưng mà địa là địa hư, tức là có tốt và có xấu. Công việc làm ăn á, tuy có thắng lợi đó vì nhờ cái thiên thắng, nhưng cũng khá khó khăn trắc trở, cần đề phòng rắc rối gia đình, sức khỏe thì không được an ổn đó. Có địa hư là mình phải cẩn thận ha. Vận niên thì khá tốt, đó là thử quy điền ha. Để có thể là an tâm duy trì cái công việc cũ, đừng có phát sinh công việc mới. Cái vận niên tử quy điền là chuột về ruộng, là cái chuột về cái chỗ mà đã có lúa có đồ ha, làm cái việc cũ thì nó dễ sinh tiền tài hơn ha. Thì sẽ vô dào về tài lộc. Phối hợp mà các yếu tố trên đó, đứng về mặt ngũ hành để luận giải, năm nay can mậu thì thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, trung vận thì thái chủy, cho nên là hỏa vận thì bị nhiều quá nhiều. Đối với các anh mạng kim á, thì là bất lợi, đúng không? Gặp sao thủy diệu mà gặp năm hỏa nhiều nữa thì càng bất lợi hơn đó. Nhưng mà may mắn một cái á, cái xuyến cho kim của các anh á, tức là vàng trang sức á, thì á, là phải có hỏa thì mới định được cái hình dáng, tức là có hỏa mới rèn ra được cái này cái kia, cho nên là nó cũng phần nào chế hóa bớt cái sự khó khăn của mình đi ha. Cho nên là có thể nói là trong họa thì có kiết, nhiều khi là trong cái chữ hung họa đó thì lại có một cái sự vui mừng sinh mới, cho nên là cũng mừng ha. Sao hạn thì có phần yếu kém, tránh thay đổi công việc nên không nên mở rộng hay làm mới việc kinh doanh, tập trung phát huy công việc cũ phù hợp với vận thử quy điền, sẽ có lợi nhuận dễ dàng hơn. Có thể nói năm nay á, có khó khăn nhưng các anh lại có cơ hội vươn lên, nhưng đừng quá tham vọng, sẽ gặp rắc rối bất trắc. Cẩn thận vật mề mặt hồ sơ giấy tờ, có thể nói đây là năm trung bình đối với các anh về mặt ngũ hành mà lượng giải. Về mặt ngũ hành mà lượng giải thì năm nay các anh là trung bình thôi, không có khá gì hết. Còn xét về mặt tử vi á, thì tiểu vận đóng tại cung khảm mà thuộc thì thuộc hành thủy, là sinh xuất của bản mệnh kim. Thêm nữa cung khảm thuộc hướng chánh bắc, đối với người tuổi của các anh á, là tuyệt địa, bất lợi cho mọi mưu tính mong cầu to lớn ha. Cho nên là năm nay làm gì cũng mong cầu nhỏ thôi. Nếu mà bạc tử vi, nếu cố vươn lên sẽ bị thua thiệt và dễ lâm bệnh nạn đó. Tọa cung của tiểu vận á, thì có quá hóa quyền nè, thiên khôi, nguyệt đức, có ba cái tinh quân tốt này á, thì rất là tốt cho bổn mạng ha. Với sự trợ giúp của những cái sao này á, thì các anh có nhiều cơ hội vượt qua tai nạn ha, rắc rối trong công việc, và vẫn cái gì địa vị mình vẫn duy trì nếu các anh làm đường quan vận ha, cái vị thế của mình sẽ vẫn vẫn vững chãi không sao hết, từ nhờ ba cái sao này. Bên cạnh đó, quan đới phá toái nhập cung, chủ sự phá rối công việc của các anh, nhưng may mắn của các anh là có thêm là mã ngộ khốc khắc, thì nó chế hóa được cái hai cái sao quan đới và phá toái. Phá toái tức là phá hoại nữa ha, quan đới là liên quan tới quan quyền đó.
nó chế hóa được. Lúc lâm hoạn nạn á, sẽ có người giúp đỡ, công việc vẫn vững vàng. À, tuy là có hai cái ngôi sao đó thì sẽ có, mình phải đề phòng ha. Tuy là mình biết là sẽ có người giúp mình hay là kia, nhưng mà đều có một cái mình cũng phải đề phòng cái thằng quan với ha, nó nguy hiểm lắm á. Rồi à, còn á, còn có quyền lộc đi cùng, nếu đừng quá tham vọng, các anh vẫn duy trì được vị thế đang có, tài lộc vẫn tăng đều đều. À, có quyền và lộc thì ở trong cung mà, hóa quyền và lộc phúc lộc. Cung mệnh thì có bệnh phù là hung thần, gia đình thì có người ốm đau, hao tốn, có thể xảy ra việc chẳng lành, các anh phải giải quyết nhiều vấn đề, chỉ nên làm việc cũ ha, mong giảm thiểu rối ren thất bại. Bản thân thì cũng dễ bị ngộ độc thực phẩm. À, sức khỏe bất ổn, chớ nên mưu sự gì lớn ha. Ngay cả tử vi và nạp âm ngũ hành cũng khuyên là các anh năm nay không nên làm gì lớn, đừng mưu sự lớn, nhỏ nhỏ thì thành công và ôm việc cũ thì được. À, nhìn chung mà xét về mặt tử vi á, năm nay tốt xấu đang xen, nhưng không phải là năm thất bại nếu không mưu sự chuyện quá lớn, không thay đổi công việc. Đây vẫn là năm địa hư nên có lúc khó khăn từ công việc làm ăn cho đến gia đình, tùy vào cái tháng thuận hay xung, cho nên là hãy an phận thủ thường để vượt qua sự khó khăn này thì mới bảo toàn cái sự nghiệp mình tốt hơn ha. Năm nay tuy là nó có xấu có tốt đang xen, nhưng mà thiệt sự ra mình trong họa thì mình vẫn có kiếp ha, tức là trong cái chuyện mà nếu mà có họa thì mình vẫn gặp chuyện vui. À, còn tình cảm và gia đạo của năm 2018 á, đối với năm Mậu là Mậu Tuất á, 2018 này á, là năm công việc làm ăn khó khăn, cuộc sống nhiều rối rắm, vì vậy tình cảm cũng khó an vui. Bởi vì các anh thấy rồi, công việc của mình ở ngoài gặp áp lực mà về gặp gia đình thì dễ sinh trầy đà lắm. Các anh đa phần chứ không phải tất cả các anh tuổi Tân Hợi ha, là người sống nề nếp, có trách nhiệm với vợ con, nhưng công việc làm ăn gặp năm nay gặp trở ngại, có thể làm có như các anh bực dọc nè, mà sanh gây gỗ với gia đình, vợ chồng dễ xảy ra bất hòa vì nhiều vấn đề, nhất là về tài vận tiền bạc ha. Rồi tử vi thì có tang môn và phi liêm, thì dễ có tin buồn bất ngờ từ trưởng thượng, gây cho các anh phiền muộn không ít, càng ảnh hưởng xấu đến tình cảm gia đình hơn, cho nên là cẩn thận ha, cẩn thận cái chuyện sinh dữ không. Năm nay á, thì nó có hồng loan đào hoa, nhưng nó không ở trong ấy, mà nó không ở trong mệnh, mà nó ở trong hạn. À, cho thôi hiểu kỹ ha, đừng có mà mọi người thấy mình có hồng loan có đào hoa là hay khoái nha, không phải đâu. Hồng loan đào hoa nó nằm ở trong cung khác, nó nằm ở trong hạn ha, nằm trong hạn là mình bị hạn đào hoa, tức là mình đang có gia đình hay là gì đó mình có dính dưới của đạn đào hoa thì nó rất là phiền toái. À, các anh á, nếu mà có gặp đào hoa sẽ gặp nhiều rối rắm vì tình cảm bên ngoài. À, tôi nói là có sai đâu, có thể dẫn đến nè cảnh cơm không lành canh không ngọt trong gia đình, nếu không tự kiềm chế có thể đưa đến hậu quả nhiều tai hại, ảnh hưởng đến uy tín tình cảm của bản thân và gia đình. Nếu đã có con lớn năm nay có thể dựng vợ gả chồng nhưng cái bụng không ưng. À, dựng vợ gả chồng nhưng mà không ưng thằng rể, không ưng con dâu. À, chứ đó là nói trước ha. À, rồi tuy tốt các anh á, mà cần quan tâm và nhắc nhở con nhỏ dưới 21 tuổi phòng tránh tai nạn xe cộ và bị bạn xấu lôi kéo ha. Năm nay các anh là chủ hao tiền tài về con cái, không vui về con cái, cho nên là vấn đề này anh nghiên cứu khá kỹ. À, rồi đối với các anh độc thân á, tình cảm năm nay á, dồi dào ha, vui vẻ, nhưng cũng cần phòng gặp phải đó hoa hồng mà nhiều gai, có thể mà làm cho mình chảy máu sức tay. À, gặp một cái người mà sẽ đem lại buồn phiền cho mình nhiều hơn là vui vẻ. Vui vẻ lúc đầu thôi mà buồn phiền về sau ha. Tại vì các anh gặp họa hạn có hồng loan và đào hoa, chứ không phải là cung có hồng loan và đào hoa ha. Hai cái nó khác nhau nhiều lắm. Rồi còn mà nếu như mà các anh nào mà năm nay mà đang là độc thân á, thì năm nay rất là dễ gặp bạn đời ha. Tuy có phần bất lợi trong hôn sự, tức là không phải là năm tốt để cưới, nhưng mà cưỡng cầu thì vẫn có thể được, ok, không sao gì hết ha. Rồi về mặt sức khỏe của năm 2018 thì năm nay là cung mệnh có bệnh phù hội nhập ha.
các anh sức khỏe thất thường, cẩn trọng cái việc đề phòng ăn uống dễ bị ngộ độc thực phẩm. À, cái này là em nói rồi ha, năm nay các anh rất là dễ, cái bụng của các anh nó không có tốt. À, kêu là em hay kêu là bị xấu bụng á, cho nên là cẩn thận nha. Đó là những cái gì mà xuất khởi về nghiên cứu của em cho tử vi của các anh Tân Hợi sinh năm 1971 cả năm. Nó tổng hợp như vậy thì em để chi tiết hơn thì em có luận giải 6 tháng đầu năm 2018 Mậu Tuất này, chi tiết một tí xíu để các anh biết rằng tháng nào là tháng xung và tháng nào là tháng tốt, để các anh có những cái cương nhu trong làm ăn và đầu tư, cũng như là lựa vào những tháng đó mình làm những cái việc mà mình cảm thấy là quan trọng. Đầu tiên hết đó, thì đối với năm nay là tháng Giêng, là tháng Giáp Dần, tháng này là tháng Thủy. Mệnh của mình là mệnh Kim, Kim sinh Thủy là sinh sức không tốt cho sức khỏe. Thiên can chữ Giáp với chữ Tân thì không xung không hợp, tự chủ hòa bình. Dần và Hợi thì nó là Dần Thân Tỵ Hợi, trong này là mình nói là tứ hành xung, nhưng nó cũng có nghĩa trong địa chi thì nó cũng có nghĩa là lục hợp. Mà tứ hành xung thì con này mà chỉ cần ví dụ như xung mà xung nhiều quá là Dần xung với Thân, Thân xung với Tỵ, Tỵ xung với Hợi, Hợi. Chứ còn nếu mà cách nhiều như vậy thì cái tự xung khắc nó rất là nhẹ nhàng. Vậy là Dần với Hợi là thuộc nhóm lục hợp. Với các anh á, tháng Giêng khởi đầu năm Mậu Tuất 2018 này á, là một tháng thuận lợi về công việc và gia đình, vì có địa chi lục hợp Dần và Hợi. Thiên can á, thì không bị xung hay khắc gì, cho nên là không có rắc rối gì nhiều. Địa chi mà lục hợp á, không những giúp nhiều về gia đạo ổn định, mà nó cũng phần nào ảnh hưởng tốt đến công việc của các anh từ thiên can. Như vậy là một cái đó. Tuy nhiên á, do bản mệnh bị sinh xuất, các anh cần cẩn thận, nhất là tháng này nhậu nhiều, đúng không? Tháng này là nhậu nhiều nè, là dễ bị trúng thực nè ha, ngộ độc thực phẩm đồ này kia, cho nên là cẩn thận cái sức khỏe mình là chính tháng này ha. Tiếp đến là tháng 2. Tháng 2 là tháng Ất Mão, thì tháng Ất Mão thì nó cũng là tháng Thủy. Mệnh thì chúng ta cũng giống như tháng trên là Kim sinh Thủy, sinh xuất không tốt cho sức khỏe, bổn mạng. Thiên can Tân khắc Ất, chữ Tân của chúng ta nó khắc chữ Ất ha, chủ sự khó khăn trong công việc. Có tam hợp địa chi là Hợi Mão Mùi, dấu hiệu tốt chế hóa được điều xấu và tăng cái sự long lanh của cái sự sáng của cái sao tốt lên. Tăng cái phần sáng của sao tốt lên, hạn chế cái phần xấu lại, đó là điều rất là tốt. Thì như vậy tháng 2 vẫn là tháng mệnh bị sinh xuất Kim sinh Thủy, nên các anh vẫn tiếp tục cần chú ý sức khỏe của mình. Bên cạnh đó, tháng này thiên can cũng bị tương khắc Tân khắc Ất, sẽ có khó khăn trong công việc. Tuy nhiên á, những cái khó khăn đó không có nhiều, vì cho các anh á, vì chữ các anh là chữ Tân khắc chữ Ất, chứ không phải là chữ Ất khắc chữ Tân ha. Tức là mình dù gì mình khắc nó chứ không phải nó khắc mình, cho nên là mình vẫn giải quyết được, dễ dàng vượt qua. Đặc biệt địa chi có tam hợp ha, nó cũng phần nào tương trợ chế hóa các điều xấu mang lại cho các anh rất là nhiều. Gia đạo sẽ có chỗ dựa vững chắc cho các anh trong tháng này, tức là mình có lục hợp rồi, là cái trên là tuy là bị khắc là chữ Tân, nhưng mà mình tương khắc nó thì cộng với cái địa chi của mình nữa, mình tương khắc vào nữa thì mình sẽ tốt hơn, sẽ không có cái quá nhiều vấn đề lớn, mình có thể vượt qua được nhẹ nhàng ha. Rồi tiếp theo tháng 3, tức là tháng Bính Thìn, tháng này thì thuộc tháng Thổ, mà Thổ thì sinh Kim. Vậy là sinh bổn mạng của chúng ta, mà chúng ta được sinh nhập rất là tốt cho sức khỏe và bổn mạng. Thiên can tháng này á, thì chữ Bính với chữ Tân á, là ngũ hợp. Đây là sự hợp uy thế về chủ về trí ha, chủ về cái sự trí tuệ của chúng ta. Địa chi á, Hợi với Thìn thì tự chủ hòa bình, không sinh không hại, không xung cũng không tương hợp nhau. Cho nên đây có thể coi là tháng khá thuận lợi của các anh, vì có nhiều sự tương hợp may mắn. Mệnh thì sinh nhập Thổ sinh Kim, sẽ làm cho sao mệnh của trong người của chúng ta sẽ tốt hơn, sáng hơn ha. Rồi á,
sẽ giúp cho sao mệnh bổn mạng sáng sủa hơn, sức khỏe ổn định. Thiên can thì có ngũ hợp bính tân, sẽ đem đến sự may mắn trong công việc. Nếu là các anh thì em sẽ để những cái việc quan trọng được ký kết thỏa thuận trong tháng này rất dễ thành công và sinh tài lộc. Địa chi nó không tương hợp, không xung khắc gì hết thì chứng tỏ là gia đình của chúng ta ổn định, mọi thứ về về công việc ở trong ở gia đình thì nó rất là dễ dàng mà êm thấm. Như vậy thì quá tốt, tháng này có thể nói là một tháng tốt hoàn toàn ha. Với các anh nên gọi là cương trong tháng này được, hoặc là thí dụ giống như thương thảo hợp đồng hay là như thế nào đó thì trong tháng này là một cái tháng tốt để mình có thể thương thảo hợp đồng. Mình tháng này bộ mạng mình sáng vững chãi thì mình đi nói người ta nó cũng sẽ tự tin hơn. Rồi tiếp đến là tháng tư, tháng này là tháng Đinh Tỵ, cũng là mệnh thổ, thổ sinh kim, mệnh thì thổ sinh kim sinh nhập cũng giống như trên, tốt cho sức khỏe chúng ta. Thiên can á, chữ đinh của tháng đinh tỵ nó khắc chữ tân của tân hợi của chúng ta, xấu cho công việc ha, rắc rối âu lo. Hợi với tỵ ha, dần thân tỵ hợi, hợi tỵ ha, tỵ hợi là coi như là lục xung. Mà lục xung là mô tả sự đối chọi nhau, chống đối nhau. Vậy trong 6 tháng đầu năm của Mậu Tuất 2018, đây là tháng các anh cần cẩn thận nhất trong làm ăn cũng như gia đạo, vì thiên can chữ đinh của tháng tương khắc chữ tân của chúng ta, chủ sự khó khăn va vấp rắc rối trong công việc. Địa chi thì tỵ lục xung với hợi, mà tháng lục xung với chúng ta nữa, cho nên là chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn, sẽ khó tránh khỏi nhiều cái sự xung khắc đưa đến, nhất là trong gia đạo này. Chuyện buồn mà sau cái thủy diệu mà của cả năm của các anh đó mang lại sẽ rất dễ xảy ra trong tháng này. Cho nên là các anh cẩn thận ha. May mắn cho các anh á thì dù sao tháng này á mệnh cũng được tương sinh, thổ sinh kim sẽ giúp cho cái bổn mạng, các cái mạng mà mình tương sinh thì mình sẽ bổn mạng mình sẽ tốt lên. Mà bổn mạng tốt lên là giống như cái ngọn đèn mình nó sáng lên á thì nó sẽ đem lại nhiều cái ánh sáng cho cái sự tối tăm của những cái tư khác bên lại. Nó sẽ tương trợ cho các cái tinh quân tốt, được tương trợ giúp giảm bớt khó khăn cho các anh. Tuy nhiên các anh hãy nên cẩn trọng mọi việc trong tháng này, một cái tháng mà đầy xung khắc ha, chỉ có cái bổn mệnh là tốt thôi, cho nên là các anh phải cẩn thận ha. Rồi tiếp đến là tháng 5, tháng này là tháng Mậu Ngọ, tháng này là tháng Hỏa. Tháng 5 của năm 2018 đó là tháng Hỏa, vậy như mệnh là hỏa của nó sẽ khắc kim, mệnh bị tương khắc. Nãy là mình tương khắc tháng, bây giờ mình bị tương khắc thì nó sẽ xấu ha. Thiên can tân mậu thì không xung không hợp, trạng thái cân trụ cân bằng tự chủ, cho nên ok. Địa chi hợi ngọ cũng vậy, cũng bình thường, không khung không khắc gì hết. Như vậy đối với tháng 5 á, các anh thì không còn nhiều khó khăn rắc rối trong công việc hay gia đạo như tháng 4, bởi cả thiên can và địa chi đều không bị tương khắc, không bị tương xung gì cả, mà cũng không tương hợp. Mặt khác đó, thì đây là tháng mệnh bị tương khắc hỏa khắc kim, nên sức khỏe của các anh dễ bị ảnh hưởng, bổn mạng thì không vững chắc, cho nên là cần đề phòng nhiều thứ ha. Về ảnh hưởng về bổn mạng của mình là nhiều. Mình vừa trải qua một tháng tháng tư đầy những cái biến động sẽ xấu, tháng này nó không thể tốt lên liền được, mà nó sẽ bình bình để nó lấy đàn nó lên ha. Cho nên là các anh cũng chưa có phải tháng tư với tháng năm. Tháng 4 thì công việc, mà tháng 5 thì các anh phải để ý về sức khỏe của mình một chút. Rồi tiếp đến là tháng 6, tháng Kỷ Mùi. Tháng này là tháng hỏa, hỏa thì khắc kim, mệnh cũng bị tương khắc tiếp. Thiên can tân kỷ không xung không hợp, trạng thái cân bằng. Tuy nhiên địa chi chúng ta có nhóm tam hợp ha, hợi mão mùi là dấu hiệu của nhiều cái sự may mắn. Đây là một điều khá tốt. Với tháng 6 này á, thì các anh vẫn chú ý nhiều về mặt sức khỏe của mình, do vẫn bị tương khắc bởi mệnh là hỏa khắc kim, nhưng nhẹ hơn tháng 5 vì đây là tháng hỏa âm. Tháng 5 là hỏa dương, nó mạnh, nó rực rỡ hơn tháng hỏa âm. Thí dụ như được ví mặt trời với mặt trăng, âm hỏa âm với hỏa dương của thiên thượng hỏa này, Kỷ Mùi này với lại Mậu Ngọ là thiên thượng hỏa. Thiên thượng hóa dương là mặt trời, và thiên thượng hóa âm là mặt trăng, cho nên là nó dịu nhẹ hơn rất nhiều.
mặt khác á, mệnh kim của các anh á, cần lửa để định hình. À, cần lửa thì vàng trang sức cần lửa phải định hình, cho nên đó là nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn tháng năm. À, rồi thiên can á, thì là không xung không hợp, sẽ cho công việc không có nhiều biến động nhưng sẽ có nhiều tiền tài nhờ vào địa chi có tam hợp hợi mão mùi. Đây là một dấu hiệu tích cực cho công việc cũng như gia đạo của các anh. Tháng này các anh sẽ có tài lộc tốt, hãy tận dụng nó. Trên hết mọi thứ hết thì tháng này tuy là chúng ta bị mệnh tương khắc nhưng tương khắc không lớn, chúng ta có tam hợp mà cái cộng những cái sao vận mà đi vào thiên kho thiên thắng á, thì tháng này các anh rất là dễ sinh tài lộc và dễ có tiền. Như vậy là tháng này là trong 6 tháng thì chúng ta phải để ý nhất là phải vào cái tháng 4 ha. Trên đây là những cái nghiên cứu của em về tử vi của cả năm 2018 cho những người tuổi Tân Hợi và vận hạn 6 tháng đầu năm, để các anh có biết những cái thông tin mà các anh cương nhu trong làm ăn. Hy vọng rằng những cái thông tin này nó hữu ích giúp cho các anh có được cái thông tin cần thiết mà trong làm ăn sinh tài lộc cũng như là có cuộc sống gia đình ổn định hơn. Video đến đây thì cũng đã hết. Rất là vui khi các anh quan tâm và theo dõi đến đây. Nếu các anh thấy hay, xin bấm like và chia sẻ. Các anh mà nào mà xem video mà chưa từng đăng ký kênh của anh Ba Tử Vi thì xin bấm đăng ký bên dưới để đón nhận chờ những cái video tiếp theo, không phải những về tuổi của Tân Hợi của các anh mà tuổi về vợ, tuổi con và những người thân của mình, để họ có một cái cuộc thông tin bổ ích giúp cho cái năm Mậu Tuất được suôn sẻ. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.